Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì shop nhà em lại giới thiệu đến các bác một số những cái mẫu sản phẩm bên nhà em mới về. Một số những mẫu sản phẩm bên shop em đã có. Quý cô bác anh chị đi qua, bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em xin giới thiệu một số những cái mẫu sản phẩm bên nhà em luôn nhé. Đấy, để phòng cái tình trạng trộm cắp như hiện nay thì cái dòng khóa nhà em hôm nay muốn giới thiệu cho các bác đó là dòng khóa phanh đĩa. Để khi mà chúng nó trộm xe máy của các bác ấy, thì nó có khóa phanh đĩa này rồi thì nó rất là an toàn và nó rất là khó phá, mà cũng ít thằng trộm nó để ý đến cái khóa phanh đĩa này, và nó sẽ giảm thiểu cái thiệt hại ấy cho bản thân mình. Đấy, rất là tiện lợi ở cái mẫu khóa số này nhé. Một cái mẫu khóa đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác đó là một cái dòng khóa này là khóa phanh đĩa nhỏ gọn, chắc chắn, tiện lợi luôn. Con này thì bằng thép nhé, khi các bác khóa vào thì nó sẽ có rất là chắc chắn. Đấy, nó sẽ ghim chặt cái đĩa phanh của chúng ta lại, và bọn trộm nó rất là phá cái đĩa này rất là lâu, nên là nó rất là an toàn và chắc chắn cho các bác luôn. Hàng này hàng của Strong, đấy, Germany của Đức. Con này thì bên shop đang có mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, giá chỉ có 90.000 đồng thôi, bằng đúng 3 bát phở. Bằng đúng 3 bát phở mà các bác có thể bảo vệ được cái tài sản một cái xe cả trị giá cả chục triệu, cả trăm triệu luôn nhé. Đó là cái mã sản phẩm đầu tiên bên shop nhà em. Đó, mã sản phẩm thứ hai xin giới thiệu đến các bác đó là một cái dòng khóa của Đức. Dòng này thì nó là khóa đồng. Đấy, hàng này hàng của Made in Germany của Đức này. Con này khóa của nó cũng rất là tiện lợi nhé. Đấy, con này khóa của nó cũng rất là tiện lợi. Nó sẽ gồm cho các bác là một bộ này gồm có 1 2 3 4 cái chìa. 4 cái chìa và một cái khóa này của nó như thế này đây. Đấy, các bác nhận hàng đủ đầy đủ cho các bác 4 món như thế này. Hàng cực kỳ ok luôn. Mở khóa này, mở khóa đóng khóa. Giá của nó chỉ có 130.000 đồng một cái thôi các bác nhé. Khóa Đức của nó giá chỉ có 130.000 thôi. Giá cực kỳ ok và cực kỳ tốt cho các bác. Cực kỳ ok và cực kỳ tốt luôn. Hàng của thương hiệu Gold, đấy, Made in Germany của Đức. Khóa Đức 130.000 đồng một cái. Các bác lên cho em mã này, mã khóa Đức nhé, 130.000. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, có một cái động cơ của máy hút bụi cho các bác. Con này là động cơ chổi than các bác nhé. Dòng này là dòng động cơ chổi than, chạy rất là khỏe luôn. Con này thì tốc độ vòng quay của nó thì cực kỳ lớn, mà nó các bác về các bác đấu điện này cho em này. Hàng này của nó là hàng của Samsung nhé. Hàng này của nó là hàng của Samsung, đâu rồi? Đây, hàng chính hãng của Samsung luôn, Samsung Warm này. Đấy, công suất con này thì là nó là 1370W, sử dụng nguồn điện là nguồn điện 220V. Hàng này hàng Made in Việt Nam, sản xuất tại Samsung Bắc Ninh. Đấy, con này thì 34.500 vòng trên phút này. Hàng đẹp luôn. Đó, mà mức giá của bên nhà em đang có mức giá cực kỳ mềm cho các bác luôn, 160.000 đồng để các bác về chế cháo. 160.000 để các bác về chế cháo cái dòng motor này. Đấy, motor của máy hút bụi. Để các bác về các bác chế, có thể chế làm quạt công nghiệp cũng được. Hay các bác tháo cái trục này ra các bác chế làm motor quạt công nghiệp cái thứ này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Hàng của Samsung, động cơ chổi than. Hàng đẹp. 160.000 thôi. Đây này, em ghi giá luôn vào đây. 160.000 đồng. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một số những dòng sạc bình ắc quy. Sạc bình ắc quy ở đây nhà em thì có rất là nhiều loại. Đầu tiên thì đó là một cái loại sạc 12V 4A. Thì cái dòng này thì các bác sạc riêng cho bình sạc bình xe máy nhé. Và đây các bác sẽ kết nối cho em, đó là nguồn điện của nó có thể sử dụng là nguồn điện 100 đến nguồn điện 240V đều được nhé. Hàng này công suất của nó mắc lên 75W, và con này thì mắc được lên 5A. Các bác cắm điện vào này. Đó, các bác cắm điện vào nó hiển thị như này cho các bác, rồi các bác kẹp vào bình ắc quy cho em. Lửa đỏ và đỏ, đen và đen nhé. Các bác kẹp đúng chiều cho em này, đỏ và đỏ, đen và đen. Đó, và là nó sẽ tự sạc thôi. Con này nó sẽ có quạt tản nhiệt. Cái sạc bình ắc quy này nó sẽ có quạt tản nhiệt để nó tự động làm mát. Cái dòng này là dòng điện tử, đầy pin nó sẽ tự ngắt, có sự cố nó cũng sẽ tự ngắt, bình lỗi hỏng nó cũng sẽ tự ngắt cho các bác luôn. Nên là các bác có thể yên tâm nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Forsup 12V 4A 100Ah. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 200.000 đồng. 200.000 và bên nhà em bao ship nhé. Đây, đầy tự ngắt này. Đầy tự ngắt này, đủ A tự ngắt này. Full tự ngắt, sự cố tự ngắt. Hàng đẹp luôn, nguyên hộp. 200.000 bao ship, các bác lên cho em mã này, mã sạc 4A. Sạc 4A này. Một cái mã tiếp theo
một con sạc. Con này thì cao cấp hơn. Con này thì các bác có thể sạc được bình 12V 6A đến bình 24V 3A. Tức là các bác có thể sạc được cả bình 12, cả bình 24. Cả bình 12, cả bình 24 này. Con này nó có 4 chế độ này. Sạc pin lithium này. Sạc ô tô này. Sạc pin xe máy này. Và con này có relay lại bình để khử xung phát này. Và đây, đằng sau của nó đây. Đằng sau của nó đây thì nó sẽ sử dụng nguồn điện 100 đến điện 240V. Công suất của nó là max đến 110W. À, đây, và chi tiết, những cái chi tiết của nó. Các bác về các bác sử dụng nhé. Thì con này thì các bác cũng sử dụng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bác cắm điện vào cho em. Đầu tiên thì các bác cắm điện vào. Nó sẽ hiển thị lên. Và các bác đặc biệt lưu ý nhé, là cái này các bác không cần phải như cái bình ắc quy cũ của các bác đâu. Đấy, các bác không phải đánh chật lửa này đâu. Đánh chật nó sẽ gây ra chập. Đó, và các bác chọn vào cái chế độ của các bác mong muốn. Đấy. Ở đây thì nó đang hiện 24V. Thế nhưng mà khi các bác kẹp vào bình này thì nó sẽ tự động nhận diện là bình của các bác là bao nhiêu vôn để nó có thể tự chuyển dòng điện để nó sẽ tự sạc. Đây, đang 24 nhé. Đấy, nó nhảy lên 12 luôn này. Quạt tản nhiệt chạy nó một lúc rồi nó sẽ dừng lại nhé. Đấy, lúc nào mà thấy là nhiệt độ trong này nó, cái dơ le cảm biến nhiệt nó thấy nóng thì nó sẽ tự bật quạt lên và nó sẽ tự làm mát. Nên là các bác cái việc quạt tản nhiệt nó chạy hay không chạy nó không quan tâm đâu, bác không cần quan tâm. Và đây, con này thì nó sẽ hiển thị cho các bác là phần trăm pin. Đấy, các bác có thể vẫn đang dùng, các bác có thể chọn được, nhưng mà các bác hạn chế thôi nhé. Đấy, trước khi mà cho bình các bác đã chọn chế độ rồi và các bác chỉ phải kẹp vào các bác sạc thôi. Con này thì sạc 12V 6A đến 12V 4V 3A. Thì các bác lên cho em mã này là mã sạc 6A nhé. Sạc 6A, con này bên nhà em đang có mức giá đó là 340.000 đồng. Sạc 6A này, 340k vào bên nhà em bao ship nhé. 6A này, 340k bao ship. 340.000 đồng một cái mẫu sạc 6A vào bên nhà em bao ship. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, một con sạc tiếp nữa này. Để em bỏ nó ra nhé. Là một con sạc 8A. Dòng này thì toàn bộ là thương hiệu của Forsup và hàng của nó là toàn bộ là hàng mới. Toàn bộ của nó là hàng mới nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu Forsup này. 100 điện 100 đến điện 240V, công suất một max 130W này. Hàng đẹp luôn. Đó. Con này thì các bác cũng kết nối với cho em với cái nguồn điện là nguồn điện 220V hoặc 110 đều được. Và nó sẽ hiển thị cho các bác lên đây và các bác chọn chế độ. Đây là nhà em đang sạc cái bình ắc quy 12V của xe máy, thì em sẽ chọn vào cái bình hình của cái xe máy nhé. Còn đây là cái khử xung phát relay lại bình, thì các bác nào mà cần dùng thì hãy dùng. Các bác kẹp vào. Đó, kẹp vào. Đấy, nó sẽ tự nhận diện này, tự chuyển sang 12V. Đó. Con này cũng là rất là ok luôn, dòng này rất là ok luôn. Con này sạc được 12V 4A, 12V 8A đến 24V 8A 4A. Hàng cực kỳ ok luôn, sử dụng điện 110 hay điện 220V đều được. Cũng có quạt tản nhiệt, phím cảm ứng. Đó. Đấy, các bác có thể chỉnh sang khử xung phát này, nó put lại này. Đấy, nó đang reset lại bình. Đấy, thì các bác có thể chỉnh tùy chọn vào cái chế độ của các bác sử dụng. Nó rất là tiện lợi, các bác bỏ nó ra thì nó sẽ off. Hàng đẹp luôn nhé. Con này các bác lên cho em mã này là mã sạc 8A. Sạc 8A 320.000 đồng ở bên em bao ship nhé. Con này thì nó sẽ không có sạc pin lithium nên là nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Sạc 8A này. 320k. Bao ship toàn quốc các bác nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng sạc pin 12V 12A. Cái loại này thì vừa mới về xong, lại vừa mới về xong rồi. Cực kỳ ok luôn. Con này thì các bác về các bác cắm điện vào cho em này. Đó. Cắm điện vào này. Các bác chọn chế độ này, ở đây nó có 1 2 3 4 5 chế độ. Đấy thì các bác chọn vào chế độ, ví dụ là xe máy các bác chọn là xe máy, ô tô các bác chọn vào ô tô. Đấy, bình ắc quy to các bác chọn vào bình ắc quy to. Đó, và con này thì pin lithium ấy, những cái pin lithium thì các bác chọn vào pin lithium. Đó, khử xung phát thì các bác chọn vào khử xung phát. Đấy. Các bác cái dòng này thì các bác bắt buộc phải chọn trước. Riêng con này các bác bắt buộc phải chọn trước, tại vì nó công suất nó to nên là nó yêu cầu phải chuẩn. Đấy. Các bác phải chọn trước. Còn khi các bác đã kẹp vào bình rồi thì các bác sẽ không chỉnh được chế độ nữa. Đấy, khi nó đã nhận bình rồi nhé. Đấy, khi nó đã nhận bình rồi thì các bác sẽ không chuyển được chế độ của nó nữa. Đấy, nút model ở giữa này là nút cảm ứng để các bác chuyển chế độ này. Con này thì nó cũng sẽ có cho các bác đó là quạt tản nhiệt này. Đấy, nó quạt tản nhiệt. Con này thì thương hiệu của Forsup. Con này sạc 12V 12A đến 24V 6A. Tức là tất cả những cái dòng bình 12V mà các bác định dự tính đang dùng
từ bình xe tải to đến bình xe tải bé thì con này nó đều có thể sạc được cho các bác. Đấy, đều sạc được và nó sạc tốt luôn chứ không phải là sạc bình thường, và nó có thể sạc được cái bình 24V. Đấy, nó cả bình 24V mà con này 24V 6A cơ, nên là các bác cũng có thể sạc được bình rất to. Con này các bác lên mang lên tàu thuyền các bác sạc đều được. Đó, con này khả sạc của nó đây, maximum đến 200 Ah cơ. Đấy, sử dụng điện 110 đến 240, công suất max của nó các thứ đầy đầy đủ thông số cho các bác. Hàng cực đẹp luôn, hàng tốt, chất lượng, có quạt tản nhiệt. Con này thì bên shop em đang có mức giá đó là 400k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 12V 12A. Hoặc là các bác lên có thể lên thẳng chữ sạc 12A cũng được. Sạc 12A. 400k bao ship. Sạc 12A bên em đang có mức giá đó là 400 ngàn đồng và bên em bao ship cho các bác luôn. Hàng đảm bảo cho các bác luôn. Sạc bình to, bình bé các bác đều có thể sạc được. Đấy, sạc bình to, các bình bé các bác đều có thể sạc được. Nhiều nhà các bác lại có đang có cái bình ô tô 200 thì các bác sạc những bình bé không được thì bắt buộc phải sạc bình to này các bác cũng sạc được nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng kích điện. Con kích này thì kích từ điện 12V, từ DC 12V lên AC 120V và công suất con này là 220W, tức là các bác có thể cắm được 2 đến 3 cái quạt. 2 đến 3 cái quạt thoải mái. Đó, đây. Các bác kẹp vào cái bình ắc quy chưa? Quên mất lại không chuẩn bị quạt thì cái gì ra đây để có thể test cho các bác. Đây, đèn báo sáng này. Là ở đây đã ra điện 220V rồi, điện đã giật được người rồi. Đó, và các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Và có, các bác lưu ý nhé, con này nhé, là điện 220V nhưng mà công suất của nó là 220W. Công suất 220W là như thế nào? Nhiều bác không hiểu. Ví dụ như là cái máy bơm nước của các bác hay là cái quạt của các bác mà cái công suất của nó quá 220W thì là quạt nó sẽ không quay. Ví dụ thế, ví dụ quạt công nghiệp, nhưng có những cái quạt nó công nghiệp nó công suất nó to. Đấy, thì các bác chỉ dùng cho dưới 200W thôi, các bác cứ nhìn nhìn đọc vào những cái ví dụ này, ví dụ như con ấm siêu tốc này. Đấy, là công suất của nó là lên đến 1650W thì các bác không thể cắm được. Đấy, đây là em ví dụ thế, tại vì hôm nọ có một số bác là thật lòng là lấy con này về đi cắm ấm nước siêu tốc thì chắc chắn không cắm được, tại vì kích thước của nó rất là nhỏ gọn thôi. Nó bằng 3 đầu ngón tay, cái này chỉ có cắm quạt thôi. Chỉ có cắm quạt và cắm bóng điện sáng khoảng tầm 2 3 cái bóng, khoảng 3 4 cái bóng, khoảng là 5 60 4 50W thì được. Chứ mà các bác mà mang ra cắm ấm nước siêu tốc với cắm nồi cơm điện thì chắc chắn không không cắm được. Hoặc là các bác có thể cắm củ wifi thì được. Đó. Thì lấy là lưu ý cho em là như thế, chứ không là đến lúc mà các bác mang về các bác cắm cơm các bác không cắm được, các bác gọi điện cho em chửi thì thực sự ra với em là tội, rất là tội em khi các bác mua cái kích bé này mà về cắm cơm thì không thể cắm được. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 220 ngàn đồng. 220k và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, và lưu ý cho em là như thế, không cắm được cơm và con này không cắm được motor bơm nước. Đấy, nó chỉ cắm được quạt và ánh sáng thôi, tại vì nó là hàng bé và kích thước của nó cũng chỉ các bác cứ cảm tưởng bằng ba đầu ngón tay của các bác thôi, chứ nó không phải là to. Cái dòng này thì chỉ các bác nó mất điện mà nhà có trẻ nhỏ ấy, hoặc là nhà mình có người già mà mất điện, thời tiết mất điện thì các bác có thể chế ở cái bình Honda, bình xe máy ra ấy, để các bác lấy điện để các bác cắm quạt cho nó khỏi nóng thôi đó, chứ không phải là cái dòng to. Dòng to thì giá nó sẽ khác các bác nhé. Đó, kích điện 220.000 đồng bên em bao ship các bác nhé, hàng còn mới luôn, chưa qua sử dụng. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên shop xin giới thiệu đến các bác đó là một cái dòng bộ Tarogen. Bộ Tarogen này thì là bộ Tarogen 40 chi tiết các bác nhé. Nó sẽ gồm có đầy đủ cho các bác, đó là 40 chi tiết cho chúng ta này. Có những cái Tarogen bé này, những cái rất là bé, và những cái to đều có. Con này thì nó sẽ có từ M3 đến M12. M3 đến M12 các bác nhé. Đây, và đây là cái thước đo gen của nó này. Đấy, để các bác có thể đo xem là cái gen nào có phù hợp thì các bác có thể sử dụng. Hàng cực kỳ ok luôn, có cả gen trong và có cả gen ngoài. Đây, con này M12 này, đây là gen ngoài này. Đấy, có cả gen trong, to bé đều đầy đủ cả. Một cái bộ Tazo gen như thế này thì ở bên shop nhà em đang có mức giá chỉ có 350 ngàn đồng thôi. Chỉ có 350k và bên nhà em lại còn bao cả phí ship cho các bác nữa. Đấy, các bác lên cho shop em mã này là mã bộ Tazo gen 40 chi tiết, 350 ngàn đồng và bên nhà em bao ship nhé. Hàng này thì các bác yên tâm luôn, hàng đẹp và nhận hàng nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cơ. Tazo gen trong, Tazo gen ngoài đều có thể Tazo được thoải mái. Đấy, hộp như ca táp của giám đốc đi họp luôn. Cái hộp này của nó là như ca táp của giám đốc đi họp. Và các bác đến các bác chỉ việc mở ra. Đấy, đầy đủ cho các bác cái linh kiện ở trong này để các bác có thể sử dụng. Đấy, từ những cái mà để vặn ra, đầu tua vít vặn để bác làm ở trong cái bộ Tazo đều đầy đủ cả. Hàng đẹp và chất lượng luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bộ Tazo gen 40 chi tiết. 40 chi tiết này,
350.000 đồng và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu bộ mũi khoan tháp. Bộ mũi khoan tháp tháp này nó gồm có cho các bác đó là 1, 2, 3, 4, 5 và cái mũi này nữa là 6. Và cái mũi này nữa là 6 mũi. Bộ này của nó thì nó đây, nó có các cái chi tiết ở dưới này cho các bác này, các bác có thể đọc. Để ví dụ là chúng ta là chuyên môn rồi thì các bác có thể nắm được, còn em thực lòng với các bác là không phải là chuyên môn. Con này thì nó có một cái bút để các bác lấy dấu để làm gì? Đây, em ví dụ nhé. Đấy, thì nó sẽ thành cái vết này, nó sẽ thành cái vết. Đây. Đấy, nó sẽ thành cái vết ở đây. Để ví dụ các bác khoan thì nó sẽ không bị tượt cái mũi khoan của các bác đi. Đấy, nó rất là tiện. Nó rất là tiện luôn. Một cái bộ mũi khoan tháp như thế này bên shop em đang có mức giá chỉ có 180.000 đồng. 180k một cái bộ mũi khoan tháp như này nhé. Giá thì các bác yên tâm rồi, bao giá thị trường luôn. Bao nhà em bao giá thị trường luôn. Con này thương hiệu của nó là thương hiệu của Unica, hàng của nội địa Nhật nhé. Unica, hàng của nội địa Nhật. Xịn sò chất lượng luôn. Mũi khoan tháp, bộ mũi khoan tháp. Cái mã tiếp theo, một cái dòng túi đồ nghề này, con này thì cũng rất là ok luôn. Lâu lắm rồi quên không giới thiệu cho các bác. Nó là một cái dòng túi đồ nghề. Túi đồ nghề này của nó sẽ là cho các bác đi làm thợ điện nước, điện lạnh. Bây giờ chúng ta cũng không cần mang theo nhiều đồ nữa, thợ điện lạnh thì cũng chỉ còn đôi mỏ lết với lại những cái phụ tùng các thứ thôi. Thì con này đáy của nó là bằng đáy nhựa. Bên trong này có các cái ngăn để các bác có thể để này và có thể kéo khóa này. Này. Này các bác để đồ thì nó dễ kéo khóa hơn. Là em chưa để. Đấy. Nó có thể kéo khóa và các bác có thể xách khóa nó lại này. Và các bác có thể xách đi thoải mái luôn. Mà nó sẽ không sợ bị tuột dây hay là đứt dây các thứ gì cả. Đó. Các bác cầm vào nó không bị đau tay. Nó không bị đau tay nhé. Mở ra này. Mở khóa này. Ở đây có cả cái khóa. Để ví dụ là đề phòng mà các bác có thể khóa lại. Đề phòng kẻ gian. Hàng đẹp luôn. Con này có thương hiệu của Kabushi nhé. Túi đồ nghề này. Con này bên nhà em đang có mức giá nó là 400.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Nó có cả một cái dây này nữa này. Để các bác về các bác quặc vào những cái bên hông này này. Đấy, quặc vào bên hông này để các bác có thể đeo đi. Rất là tiện lợi luôn và nó sẽ chịu được lực cho các bác rất là nhẹ nhàng. 400.000 bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng túi đồ nghề này nhé. Giá ok luôn. Hàng xịn nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái, túi của nó là nhựa và ấy này. May vào, nói chung là không sợ bị tụt đít đâu. Là hàng này dùng rất là bền, các bác có thể để ví dụ là nhà có cờ lê mỏ lết kìm búa gì mà không có chỗ để gọn thì các bác có thể sử dụng cái dòng túi đồ nghề này rất là tiện lợi luôn, để các bác đi chiến công trình hoặc là cất đồ ở nhà cũng rất là ok nhé. 400k và bên em bao ship luôn toàn quốc cho các bác túi đồ nghề này. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác nhé, đó là một cái số cái mẫu ghế câu này, ghế câu hay là ghế cà phê này. Con này thì khung của nó bằng khung inox, các bác có thể gấp gọn vào. Rất là tiện lợi luôn, đi đâu đi đó. Tại sao lại gọi là ghế câu? Tại vì các bác những cái bác hay đi câu ấy, hay các bác hay mua cái ghế như này. Đấy, để nó rất tiện lợi, các bác để gấp lại. Xong các bác để mồi, để cần câu cái thứ lên trên chốc này. Đấy, rồi các bác chở đi. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 200.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Khung của nó bằng inox. Vải của nó bằng vải dù. Cực kỳ chắc chắn luôn. Đây để em xin test cho các bác luôn. Test thực tế luôn nhé. Đây, để em xin phép các bác một chút, nâng cái điện thoại ra. Và em test cho các bác thực tế luôn này. Đây, các bác có thể nhìn thấy ghế em đã giữ ra, giải ra như này rồi. Và con này thì em đứng lên. Đấy, em là cũng thành phần là con tịnh rồi đấy. Đấy, cũng trên 60 cân. Đấy, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy này. Ngồi rất là thoải mái luôn, có chỗ giữa lưng đàng hoàng nhé, ngồi thoải mái. Và con này thì rất là bền. Con này rất là bền, khung của nó là khung inox nên nó cũng rất là bền luôn. Hàng đẹp nhé, con này dẫm chân lên hơi bẩn tí. Giá của nó chỉ có 200.000 đồng và bên nhà em bao ship các bác nhé. Các bác lên cho em mã này, mã ghế câu. Ghế câu 200k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng áo điều hòa nhé. Áo điều hòa này thì chắc các bác biết cách lắp đặt rồi, nó rất là đơn giản thôi. Cách lắp đặt thì các bác chỉ việc là xoáy cái này ra này. Rút giặc đây. Xoáy ra. Và các bác đặt vào và các bác xoáy vào thôi. Nói chung là nó cũng dễ lắp đặt chứ cũng không khó để các bác có thể lắp đặt được cái áo điều hòa này. Đây. Đây. Lắp vào. Các bác lắp vào nhé, xong các bác xoáy lại là xong. Nó lắp thì nó hơi mất thời gian của các bác. Thì chắc là các bác cũng biết lắp hết rồi. Thì em đỡ phải múa dìu qua mắt thợ nữa. Đấy, thì các bác lắp vào, các bác xoáy vào. Và các bác kết nối cho em cái dây cáp sạc này, dây điện này vào đây. Đấy. Và con này nó sẽ có cho các bác một cục pin. Cục pin của con này thì nó rơi vào 74.000 mAh cơ. Nên là nó rất là trâu.
nó rất là bền luôn. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Akita, hàng của Japan, xịn sò luôn nhá. Đấy, hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật cực kỳ ok luôn. Đó. Một con áo điều hòa, một cái áo điều hòa này thì khi các bác nhận hàng nó sẽ gồm có cho các bác đó là hai cái quạt, một cái cục này, một cái cục pin và một cái củ để các bác sạc, và áo nữa nhé, áo của nó đây, đó, một cái bộ này nó có cả mũ, một áo này có cả mũ nhé, nó cũng có loại không có mũ, thì cái áo có mũ này, một bộ áo có mũ này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 550.000 đồng, đó tức là một cái áo size nào thì cũng được nhé, size XL hay là size 2XL hay là size L thì đều ok, thì là một cái áo có mũ này, đấy, và một cái bộ như này, giá của nó sẽ là 550k. Áo mũ này, áo mũ cộng với lại quạt, áo mũ cộng quạt là 550k. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé, áo mũ cộng quạt và 550k bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Còn bác nào mà lấy cái dòng áo mũ không quạt này, áo mũ không quạt này thì rẻ hơn được một chút, thì là các bác lên cho em là cái áo mũ không quạt đấy thì sẽ là 530k. Áo này cộng quạt này, áo cộng quạt nhưng nó không có mũ thì sẽ là 530k đấy, và bên nhà em cũng bao ship cho các bác luôn. Còn khi các bác mua một nguyên lẻ một cái bộ quạt như thế này, nguyên lẻ một cái bộ quạt như này thì giá của nó sẽ hơi cao một chút nhé. Nguyên một cái bộ quạt này giá của nó sẽ là 400.000 đồng. Đấy là nguyên cả cái bộ nha. Đấy, là các bác về các bác có thể thay. Đấy, thì là nguyên bộ quạt của nó là 400k bao ship. Bộ quạt này của nó này 400k. Đấy, là các bác muốn không muốn lấy áo thì các bác muốn lấy quạt, hoặc là các bác muốn lấy nguyên áo thì là áo này của nó sẽ là 230.000 đồng. Đấy, các bác muốn size một số bao nhiêu cũng được thì cứ 230.000 đồng bao ship một cái áo. Đấy, thì các bác có thể chụp lại màn hình giúp em để cho ví dụ màu dàn di hay là màu ghi này thì đều ok nhé. Đấy, 530k, 550k và bộ này 400k, áo 230.000 đồng. Hàng này thì bao cho các bác chất lượng luôn, áo của nó có phản quang nhé, cái dòng áo này của nó có phản quang nên là các bác có thể sử dụng ok luôn, dùng rất là bền, rất là tốt, rất là xịn sò luôn nhé các bác nhé. Các bác lên cho em, đây là mã này, là mã những cái mã áo điều hòa, hai áo điều hòa như em thì chỉ có hai màu thôi ấy, và một cái loại có mũ và một loại không có mũ, thì các bác lưu ý cho em tí là như thế thôi. Còn cái mũ này thì rất là tiện luôn này, các bác đội lên mặc lên làm, đi làm công trình đỡ bị nắng nóng đấy, thì rất là tiện, nên khuyến cáo các bác nên lấy cái loại có mũ này dùng rất là ok các bác nhé. Đó, các bác đi qua cái shop thì bớt chút thời gian cho em xin một nút like các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái bộ combo làm vườn 4 món, thì đầu tiên nó sẽ là một con cưa lách. Đầu tiên nó sẽ là một con lách mềm dẻo luôn nhé, để các bác cưa, các bác cưa cành cây, những cành bé hoặc là các bác có thể cắt tỉa cành nhánh ghép giữa các thứ. Đấy, một con cưa lách này, một con cưa gấp, một con cưa gấp. Đấy, một con cưa lách, một con cưa gấp, hàng đẹp luôn nhé, gấp rất là gọn gàng luôn để các bác có thể sử dụng làm. Đấy, làm vườn các thứ rất là ok. Hai món này, một con kéo cắt cành, một con kéo cắt cành, con này cũng xịn sò luôn này, Made in Japan này. Một con kéo cắt cành và một con kéo cắt tán, cắt tỉa tán. Đấy, chọn một bộ combo 4 món như thế này, bên em đang có cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, 150.000 đồng nhé, 150.000 đồng, và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác. Đấy, tức là các bác chỉ nhận hàng và các bác thanh toán đúng 150.000 đồng là xong. Một cái mẫu combo làm vườn 4 món như này, hàng cực kỳ ok và chất lượng luôn. Đấy, hàng này của nó cực kỳ ok và chất lượng luôn nhé, nên là các bác có thể yên tâm sử dụng, hàng nét nè nẹt luôn, nét và xịn sò. Hàng nhé, các bác yên tâm là đúng như nhà em quảng cáo, quảng cáo như nào là nhà em sẽ có bán như vậy nhé. Combo làm vườn 4 món này 150k bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một số những cái mã chiếu điều hòa này. Ở đây thì nhà em cũng có đầy đủ các size số cho các bác luôn. À, mét rưỡi, mét 6, mét 2, mét 2 này, mét rưỡi, mét 6, mét 8, 2, mét 2. Đầy đủ cho các bác luôn. Trong này thì của nó sẽ là có một cái túi như thế này. Và đây, bên trong của nó đây, nó sẽ gồm cho các bác đó là hai cái vỏ gối. Hàng về số lượng thoải mái luôn nhé. Viền của con này nó là viền lụa. Viền của nó là viền lụa này. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Chiếu điều hòa này. Đó, mặt đằng sau của nó này. Đấy, thì mỗi lô của nó, cái mặt đằng sau này nó sẽ khác nhau nhé, một chút.
Đó. Và mặt đằng trước này của nó thì là bằng chiếu mây, rất là dày dặn luôn nhé các bác nhé, viền lụa, hàng đẹp luôn. Các bác có thể giở lại mặt này để dùng mùa hè đông, mà là mặt này dùng mùa hè rất dễ giặt. Cái dòng này có thể giặt được thoải mái luôn nhé. Đó, một cái dòng chiếu này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá thì sẽ bán theo size số của nó. Nó sẽ gồm cho các size số như sau. Đầu tiên thì đó là một cái chiếu 1,2m này. Nhân với lại kích thước của nó là 2m là giá của nó sẽ là 320k. Và các bác lưu ý nhé là cái chiếu 1m2 này là có một vỏ gối. Một gối đây. Đấy, chiếu 1,5 x 2m. Giá của nó sẽ là 340k. 1,6 x 2m 360k. 1,8 x 2m 380k. Và 2,2 x 2m nó sẽ là bằng 400k. Và toàn bộ đơn hàng này thì bên nhà em sẽ đã bao gồm cả phí ship cho các bác rồi. Tức là khi các bác nhận hàng, các bác chỉ cần thanh toán cái số tiền đây của nó là được, không cần phải thanh toán thêm bất cứ một cái khoản phụ phí nào cả. Hàng đẹp giá tốt luôn nha các bác nhé. Hàng đẹp giá tốt luôn. Và con này thì nó rất phù hợp cho tất cả các khí hậu của Việt Nam chúng ta, miền Nam, miền Bắc các bác đều có thể sử dụng được. Nằm của nó thì nó thoáng lưng nhé, nó sẽ thoáng lưng mà nằm nó sẽ dễ chịu cho các bác vào những cái khoảng thời gian nắng nóng. Đấy, nó cũng rất là đỡ đi nhiều. Đó. Các bác lên cho em mã này mã chiếu điều hòa, còn kích thước thì nó sẽ theo giường của các bác đo giường giúp em. Hàng đẹp luôn nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một số những cái dòng thiết bị vệ sinh và một số những cái dòng vòi nước. Ở đây thì nó là một cái vòi chậu để các bác bắt vào tường. Đấy. Con này thì có thể tháo rời ra. Đấy. Bắt vào tường và bắt vào chậu để em đều có nhé. Vòi này là chỉ có một đơn một chiếc lạnh thôi. Đấy, để các bác bắt vào cái chậu nước mưa ấy, củ các thứ của nó này. Đấy, các bác về các bác bắt vào. Nói chung là bắt vào chậu và bắt vào tường nó đều như nhau cả. Đấy thì nhà em đều có. Đây là một cái loại bắt vào tường. Bắt vào chậu nó cũng như này nhé. Bắt vào chậu nó cũng như thế này. Nhưng mà nó sẽ củ, nó sẽ thẳng xuống. Đấy, hôm nay em lại đang tạm hết hàng nhưng mà có. Mai hàng nó sẽ lại về. Củ gật gù đây. Ở trên đầu này thì nó sẽ có hai cái bếp cho chúng ta này. Đấy, hai cái bếp này để cho bác một cái là vòi tia xung quanh và một cái là vòi ở giữa. Đó, đều rất là tiện lợi. Hàng này thì hàng đẹp luôn nhé. Con này thì đợt này giá cực kỳ tốt luôn. Đợt này giá của nó sẽ là 250k. Và bên nhà em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã vòi chậu lạnh nhé. Vòi chậu lạnh. Cái bát này bắt chậu rửa bát các bác nhé. 250k. Bao ship toàn quốc 250.000 đồng. Đấy. Tất cả bên trên nó như nhau. Có mỗi cái vòi bắt chậu thì ấy, các bác lưu ý cho em cái mã là vòi bắt chậu và vòi bắt tường nhé. Cái này là bắt vào tường. Như em đang giới thiệu bắt vào tường. Và nó có loại bắt vào chậu. Đấy, bắt vào chậu rửa luôn cho các bác luôn. Đó. Thì là giá của nó đồng giá với nhau là 250.000 đồng bao ship. Đồng giá là 250.000 đồng bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái mẫu vòi Larabo. Larabo bóng nhé. Con này giá của nó chỉ có 450k thôi. Hàng này của nó thì là hàng nội địa Nhật Made in Japan. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì nó sẽ có đầy đủ cho các bác những bộ phận như kiểu là dây cấp này. Đấy, dây cấp các thứ này rất là xịn sò luôn. Và con này thì bằng lõi đồng. Cái lõi này của nó, lõi của củ này của nó bằng lõi đồng nhé. Nên là nó cũng rất là bền, nó rất là xịn sò luôn. Các bác có thể xoáy vào thoải mái. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, cái mẫu này thì các bác lên cho em mã này mã vòi Larabo nhé, nóng lạnh. Đấy, để các bác bắt vào cái chậu rửa mặt ấy. Bác vào chậu rửa mặt. Hàng cực kỳ ok, cực kỳ chất luôn. Giá của nó thì chỉ có 450k thôi mà lại còn bao ship cho các bác là toàn quốc. 450.000 đồng bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Các bác lên cho em mã này mã vòi Larabo nhé. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng củ sen. Đấy, nếu mà các bác nào mà không muốn dùng cây sen nhà em có thì em sẽ giới thiệu. Thì đây là một cái mẫu củ sen. Hàng này của nó thì là hàng đẹp luôn, cũng là inox này. Hàng của nội địa Nhật này, Made in Japan này. Xịn sò luôn. Nó có đầy đủ bộ phận, nó là cái chữ Z ở trong bát này. Đấy, chữ Z và cái trục inox này nhé. Đấy, một bộ của nó đầy đủ hết cho các bác. Tức là các bác chỉ về các bác lắp lên thôi. Đấy, lắp lên. Hàng ok luôn nhé, inox. Nhưng mà nó không có dây cấp. Nó không có dây cấp nhé. Cái bộ này thì nó sẽ không có dây cấp cho các bác. Inox bóng. Sạch đẹp. Con này thì bên thì em đang có mức giá của nó sẽ là 550k nhé. Các bác lên cho em mã này mã củ sen. Củ sen, giá của nó sẽ là 550k. Năm năm mươi k vào bên nhà em bao ship nhé. 550.000 đồng vào bên nhà em bao ship cho cái mã củ sen như thế này.
Mã tiếp theo, một cái vòi Larabo, nó sẽ phù hợp với những cái màu của cây sen này để trong phòng tắm cho các bác. Cái loại này thì nó lại khác một chút. Đấy, cái loại này thì nó lại dài. À, các bác dùng rất ok luôn. Hàng này cũng là hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Đấy, cũng xịn sò luôn này. Đấy, cái vòi này thì nó kiểu khác. Đấy, lõi của nó này, lõi của nó bên trong này cũng là lõi đồng nhá. Cũng có dây cấp các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Cũng có đầy đủ dây cấp cho các bác luôn. Và các bác về các bác chỉ việc bắt thôi. Như thế này. Đó. Giá cho các bác là 530.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo 1. Đấy, vòi Larabo 1 530.000 đồng ở bên em bao ship nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này cũng có nóng lạnh này, các bác mở lên này. Gật gù này. Đấy, rất là tiện. Con này thì các bác có thể xoay được 360 độ này. Mở lên này. Rất là ok luôn. Đấy. Xoáy chiếc các thứ rất là tiện lợi. Đó. Vòi Larabo, các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo 1 nhé. Giá của nó sẽ là 530.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, còn một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đấy, đó là một cái mẫu cây sen phím đàn. Đấy, còn cây sen phím đàn này, nó sẽ có cho các bác đầu tiên đó là cái vòi xả tự do này. Nó có cả vòi xả tự do để các bác xả xuống các bác sử dụng nhé. Một cái vòi xịt. Một cái vòi xịt để các bác xịt rửa ráy phòng trong phòng tắm vệ sinh của chúng ta này. À, một cái bát sen này. Một cái sen tay. Đấy, tí nữa em sẽ review chi tiết cho các bác. Một cái sen cây. Đây. Khi các bác dựng lên này, nó sẽ như thế này. Khi các bác dựng lên nó sẽ như thế này. Hàng này thì hàng của Germany của Đức nhé. Đấy, Germany này. Có đồng hồ hiển thị nhiệt độ như con này rất là xịn sò này. Các bác có thể nhiệt chỉnh nhiệt độ nó, ví dụ là nóng lạnh các bác có thể điều chỉnh được. Điều chỉnh được nóng lạnh hay là các bác tắm muốn bao nhiêu độ. Đấy, mức tắm bình thường như nhà em tắm đang là để là 38-39 độ. Đấy, có nhiều bác thích tắm nóng hơn một chút thì là 40. Đấy, và các bác có thể điều chỉnh thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ ở đây. Và các bác chỉnh cái này. Hàng này thì bảo hành cho bác 1 năm nhé. Đấy, cũng đầy đủ bộ phận các thứ là chữ Z các thứ cho các bác luôn. Đấy, và cái đây trên này. Đây, cái bát sen của nó này. Các bác có thể điều chỉnh này. Bấm vào đây điều chỉnh này, các cái tia nước của nó này. Tia to, tia nhỏ này. Đây là cái bát sen tay. Đấy. Còn ở trên nó sẽ có một cái bát sen cây nữa này. Cái cổ này, cái cổ đoạn này thì các bác có thể lôi lên thêm khoảng cho cao lên. Nhà bác nào ví dụ chiều cao người cao thì các bác có thể lôi lên được khoảng 50 phân, 60 cm nữa. Đấy. Chọn một bộ cây sen của Đức như này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 1.900.000 đồng. 1.900.000 đồng mà bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác. Thiết bị nhà tắm này. Đây là cây sen Đức nhé. Cây sen Đức 1.900.000 và bên em bao ship đầy đủ cho các bác luôn, phím đàn các thứ, hàng đẹp. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng vòi xịt vệ sinh, con này inox. Vòi xịt vệ sinh con này inox nhé. Để các bác xịt rửa. Hàng đẹp luôn. Dây của nó dài 1m2. Dây của nó dài 1m2, inox, giá 130.000 đồng. Dây của nó 1m2 nhé, mình inox này. Giá của nó chỉ có 130k thôi. Vòi xịt vệ sinh 130.000 đồng. Một bộ này. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng máy sấy tóc để các bác treo vào chỗ trong chỗ cái bàn chậu rửa mặt ấy, phòng tắm. Con này là vòi máy máy sấy tóc bắt vào tường. Bắt vào tường. Này. Các bác treo lên. Các bác cắm ổ điện vào. Dùng xong thì các bác bắt vào tường rất là xịn sò luôn. À, con này thì dòng này của Toshiba. À, con này nó sẽ sử dụng nguồn điện 220V. À, công suất của nó là 1200W. À, hàng của nội địa Nhật nhé. Hàng của nội địa Nhật. Hàng của Toshiba hàng xịn luôn. Hàng của Toshiba hàng xịn luôn nhé. Xịn đẹp, chất lượng. Đây. Giá của con này thì mềm thôi. Giá chỉ có 300k thôi. 300.000 đồng nhé. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. Tức là nhận hàng các bác chỉ thanh toán 300.000 đồng là xong. Và hàng nhà em thì các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Nên là rất là ok. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái giá góc này. Một cái giá góc này. Đây các bạn này. Đấy, các bác đặt vào góc này. Nó rất là tiết kiệm diện tích. Đấy, nó rất là tiết kiệm diện tích cho các bác luôn nhé. Đấy, góc để ví dụ góc tường. Đấy, góc tường nhà vệ sinh các bác có thể đặt vào. Rất là tiết kiệm diện tích luôn. Con này thì kích thước nó này. Tổng chiều cao của con này nó là 34,5. Đây, từ trong góc cái này ra này. Nó chỉ có 23 cm thôi. Nó là 2 tầng nhé.
Giá cũ em đang bán với cái mức giá đó là 350k. Hôm nay em giảm giá cho các bác xuống còn 300.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã giá gốc. Giá gốc 300k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã giá gốc này nhé. À, inox nhé. Chất liệu của nó bằng inox, rất là bền, xịn sò. Đấy, giá bắt gốc. Xịn sò chưa? Giá gốc này 300k với bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Một cái mã tiếp theo để cái này nhé, thì là các bác có thể bắt ở góc ở bàn bếp được, để các bác để những cái gia vị thực phẩm ấy. Đấy, không phải trong góc phòng vệ sinh mà các bác bắt ở góc bàn bếp, các bác có thể để gia vị thực phẩm này, mắm muối mì chính này. Đấy, các thứ để lên trên dốc, hoặc là các bác có để trong phòng tắm thì các bác để dầu gội xà phòng các thứ rất là tiện. Đó không phải là chỉ nguyên là các bác để trong phòng tắm đâu. À, một con tiếp theo, một con giá bắt thẳng. Giá bắt thẳng con này thì các bác cũng có thể để trong phòng tắm để các bác để dầu gội các thứ này. Để em đo luôn cho các bác cái kích thước nhé. Con này rất là cứng chắc. À, chiều ngang của con này nó sẽ rơi vào 34,5 cm. À, tổng chiều cao của con này nó sẽ rơi vào 34 cm. Đấy. Chiều sâu của con này nhé, à, nó sẽ rơi vào 13 cm. Đó. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và xịn sò luôn nhé. Con này cũng chất liệu bằng inox. Các bác về các bác chỉ khoan 4 con vít này. Nó giữ rất là chắc chắn. Giữ rất là chắc chắn nhé. Con này thì bên này em hôm nay xa le cho các bác xuống còn 300k. Bao ship toàn quốc. 300.000 đồng bao ship toàn quốc. Inox của nó rất là dày dặn nhé. Inox của nó rất là dày dặn. Nó sẽ dày dặn hơn cả các cái mà bác mua ở các quán. Và giá của nó thì cũng rất là phù hợp luôn. 300k và bên em bao ship cho các bác cái mẫu giá thẳng này. Đấy, các bác cũng có thể để ở bếp, bàn bếp, chỗ bàn bếp. Các bác nấu nướng, các bác treo lên để các bác bắt lên. Để các bác nấu nướng ra cho gia vị các thứ. Rất là tiện. À, xịn sò. Các bác treo lên. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng giá treo khăn. Cái này thì chắc chỉ có bắt trong phòng tắm hoặc là ở đấy thôi. Một cái giá này thì nó rất là tiết kiệm diện tích cho các bác. Đó là khi các bác vào trong nhà tắm, các bác dùng thì các bác mở nó xuống, còn không các bác gạt nó lên thì nó sẽ không có vướng víu gì cả. Đấy, hoặc các bác phơi quần áo, những cái bác nào mà ở trọ hay là phòng tắm chật hẹp ấy, thì các bác có thể dùng con này. Rất là tiện lợi xịn sò. Đấy. Giá các bác có thể gấp đây, các bác có thể nhìn thấy nhé. Đấy, nếu mà bình thường các bác không thì các bác sẽ đặt thẳng nó ra ở cái nền treo vào tường như này. Còn nếu mà khi mà các bác sử dụng thì các bác có thể gấp xuống. Đấy. Thì nó sẽ tiết kiệm, rất là tiết kiệm diện tích. Thì nó sẽ rất tiết kiệm diện tích nhé. Con này thì kích thước của nó đây. Nhân với khi chiều khi mở hết cỡ này nó sẽ rơi vào 34,5. 59 x 34,5 nhé. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá đó là 400k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã giá treo khăn. Giá treo khăn các bác nhé. 400.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã giá treo khăn này. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đẹp xịn sò và chất lượng luôn nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà em xin giới thiệu các bác một cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng tháo lắp này. Cái dòng này thì nó là hàng của nội địa Nhật, Japan này. Hàng rất là xịn sò luôn nhé. Con này rất là chất lượng luôn. Này, mở ra này. Xoáy vào này. Cào cuốc thoải mái. Các bác cào cuốc thoải mái luôn. Con này thì có cả làm thành cuốc này. Hay các bác có thể làm thành xẻng. Thì nó cũng đều có thể sử dụng thoải mái luôn. Đấy, hoặc là các bác có thể tháo ra các bác làm gậy. Các bác có thể tháo ra để các bác làm gậy. Các đốt các bác đều tháo rời ra được. Con dao này các bác cũng có thể tháo rời ra được. Này, các bác có thể làm gậy. Hoặc là các bác nào đi rừng mà chặt cây mà cành cao quá thì các bác có thể lắp con dao này vào. Lắp con dao này vào trên đầu này để các bác có thể phòng thân. Đấy. Rất là tiện lợi luôn nhé. Mà con này thì nếu mà bác nào mà lái xe ô tô đường dài ấy, lái xe ô tô ấy, thì có xe ô tô con ấy, thì nên có một cái này trong cốp xe, nhiều khi là xe nó xa lầy. Đấy. Khi các bác nhận hàng ấy, thì nó sẽ nhỏ gọn ở trong một cái hộp như này thôi. Nó sẽ nhỏ gọn như này để các bác về các bác lắp vào thì nó sẽ thành một cái xẻng như thế. Con này thì tổng kích thước chiều dài của nó này. Tổng kích thước của nó là 93 cm. Và giá của nó thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 350.000 đồng. 350k và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng xẻng sinh tồn này. Xẻng sinh tồn 350.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé.
Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một số những cái dòng máy cạo râu. Ở đây thì nhà em có máy cạo râu của Panasonic này. Hàng này hôm nay lại về số lượng cực kỳ nhiều luôn. Khi các bác nhận hàng đến tay các bác là hàng mới luôn. Sẽ được tặng kèm theo một đôi pin của Panasonic nhé. Sẽ được tặng kèm theo cho các bác đó là một đôi pin của Panasonic. Hàng mới luôn này. Cái này là hàng mới luôn. Mã của con này là EIS 6500P. EIS 6500P. Và con này thì đây, máy này em đã đang trải nghiệm. Quên mất lại cạo sau, không quay mấy video lại để cạo cho các bác. Nhưng mà con này cạo rất là ok. Cạo rất là ok nhé, lưỡi của nó này. Cái này là râu em lâu quên nó không vệ sinh lại này. Đấy. Dễ dàng sử dụng, sạch sẽ. Và hàng này đẹp, chạy rất là ok luôn, tít mù luôn. Cái con này thì có một cái điều lưu ý khi các bác mà sử dụng cái dòng này, đó là cái cách lắp pin thôi. Cách lắp pin thì con này thì các bác về các bác thay pin con thỏ các bác có thể sử dụng được. Đây. Các bác lắp pin vào. Lắp pin thì lắp pin theo đúng cái chiều này của nó nhé. Đây, lắp vào. Lắp vào. Là chạy luôn. Đó. Một cái mã máy cạo râu này thì mã của nó là EIS 6500P. Giá của nó bên em đang có mức giá đó là 350.000 đồng. Và bên em bao ship nhé, 350k bao ship cho các bác cái dòng máy cạo râu của Panasonic này. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng máy cạo râu của thương hiệu Boss, giá 600k và bên em bao ship nhé. Hàng này là hàng mới nguyên hộp luôn. Bật này. Để các bác cạo này. Hàng mới chưa qua sử dụng nhé. Tạm dừng này. Chuyển chế độ này. Bác nào mà râu quay nón thì nên lấy này. À, cạo cái này trước. Cạo một lớp trước. Rồi các bác tắt đi này. Xuống này. Và các bác cạo cái này. Con này thì các bác có thể tăng giảm trước tốc độ này. Đó, hiển thị cả phần trăm pin nhé các bác nhé. Hiển thị cả phần trăm pin luôn. Một cái máy cạo râu của Boss. Tắt nguồn thì các bác dí im nút này là tắt này. Dùng xong rồi các bác dí im nút này này. 3 giây này. Tắt khóa này. Thì không ai động vào được nữa. Đây. Thông số của nó đây. Germany này. 5W này. 5V này. Giá 600k và bên em bao ship nhé. Số lượng thoải mái luôn nhé. Số lượng có thoải mái luôn. Máy cạo râu Boss. Máy cạo râu Boss các bác nhé. 600.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã máy cạo râu Boss này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái bộ nồi Erlenmeyer. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Design Germany của Đức. Hàng nguyên hộp luôn nhé, hàng nguyên hộp luôn này. Đó, thì đây em sẽ xin bóc siêu cho các bác luôn. Hàng nguyên siêu luôn. Ở đây thì nó là hàng mới. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái chảo. Đấy, miệng của nó là 24 nhân với sâu 7,5. Một cái xoong ngoáy bột 16 nhân với sâu 10,5. Một cái xoong to. Đấy, kích thước của nó đây 14,5 6,6. Một cái xoong nhỏ nhỡ 20 nhân với 12,5 3,9. 18 sâu 11,5 2,9 và 16 nhân 10,5. Tổng cộng của nó là 6 món nhé. Hàng này là hàng 5 đáy. Hàng này là hàng năm đáy. Đây. Đấy. Mở bên trong của nó ra này. Đấy, để em sẽ bỏ nó ra trước nhé. Em sẽ bỏ nó ra trước. Rồi em sẽ review cho các bạn sau. Đây. Vung này. Đấy, đầy đủ luôn nhé. Đấy, đầy đủ luôn. Đây để em sẽ bỏ hết ra. Tổng cộng của nó là 6 món. Và có nắp vung đầy đủ. Mỗi cái món này của nó đều có nắp vung đầy đủ cho các bác luôn. Hàng này là hàng mới nhé. Tất cả toàn bộ của nó là hàng mới cho các bác hết. Đấy, chỉ được về và sử dụng thôi. Còn bộ này của nó cũng rất là chất luôn. Và giá của nó thì các bác yên tâm luôn nhé. Giá của nó thì yên tâm luôn là một điều đó là giá cực kỳ rẻ. Cực kỳ ok luôn. Giá cực kỳ mềm luôn nhé.
khi các bác nhận hàng bên nhà em nhé là các bác kiểm tra thoải mái. Đấy, kiểm tra thoải mái, không sợ bị bổ là vỡ bổ đi đâu, nên là các bác cứ yên tâm, hàng nhà em thì cứ người thật việc thật. Đây, một cái bộ của nó này gồm có cho các bác đó là 6 món này, tất cả đều có nắp bung nhé, tất cả đều có nắp bung riêng biệt luôn. Hàng mới nguyên hộp các bác nhé, hàng mới em khui nguyên hộp cho các bác luôn, hàng mới khui nguyên hộp cho các bác luôn. 6 món, 1 này, 2, 3, 4, 5 và cái cuối cùng là 6 đây. Đó, hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenbeng. Các bác đun bếp ga, bếp từ, ga này từ này hồng ngoại đều đun được thoải mái. Các bác đều đun được thoải mái. Con này là 5 đáy, xoong inox, viền của nó inox nhé. Bên dưới đáy này của nó thì nó sẽ thêm, có thêm cho chúng ta đó là lớp hợp kim, nên là các bác thử nam châm nó sẽ hít. Đấy, con này thì Erlenbeng này, một con này. Cái chảo này là chảo chống dính nhé, cái dòng chảo này là chảo chống dính này. Hàng chất luôn, hàng cực kỳ ok luôn. Một cái bộ nồi 6 món của Đức. Một cái bộ nồi 6 món của Đức như này. Bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng rất là mềm luôn cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 700 ngàn đồng nhé. 700k và bên nhà em bao ship. 700k. Bao ship cho các bác toàn quốc nhé. 700 ngàn đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng, kiểm tra hàng nhà em thoải mái, rồi các bác mới phải thanh toán. Bộ nồi tiếp theo, bộ nồi này thì còn đẳng cấp hơn. Bộ nồi này thì bộ nồi của thương hiệu Casa Villa, 9 đáy. 9 đáy các bác nhé, Casa Villa 9 đáy này. Bếp từ, bếp ga đều đun được. Khui hộp mới luôn cho bác luôn. Hôm nay cũng khui hộp mới cho bác luôn. Tất cả nó đều có một cái lớp màng co. Đó, bên trong bộ của nó đây. Những cái giấy tờ này thì không cần thiết. Đây. Nắp vung này. Để em bỏ ra ngoài đã nhé. Để em bỏ ra ngoài rồi em sẽ giới thiệu review cho các bác cho nó chi tiết. Không mất thời nhiều thời gian các bác đâu. Đó, hàng này thì của nó thì toàn bộ là hàng đẹp. Xịn sò luôn. Xong nồi của nó này. Đáy của nó là 9 đáy. 9 đáy này. Rất là dày dặn luôn này, hàng của Casa Villa nhé. Đấy, khui hộp mới là cho các bác luôn, để review cho các bác cho nó dễ. Hàng nguyên hộp thương hiệu của Casa Villa. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm một điều đó là kiểm tra hàng thoải mái, không phải là như kiểu là chỗ khác người ta không cho kiểm tra hàng. Nhà em thì kiểm tra thoải mái luôn. Và cái hàng này thì các bác đun nấu các thứ rất là chất lượng nhé, nhất là các bác nào mà có nồi giá cầy mà các bác cho cái sau này bác hầm thì tuyệt vời. Nó cũng gồm có 6 món cho các bác. À, đây để em sẽ đọc lại cái kích thước của 6 cái món này ở trong cái vỏ hộp này luôn, để đỡ phải đo nhé, đỡ phải đo nó mất thời gian vàng bạc của các bác. Đây, một bộ nồi này thì của nó sẽ gồm có cho các bác đây 6 món này. 24 x 6.5 này là cái chảo đây, 24 x 13.5 6.1 là cái xoong to này, 20 x 11.5 là cái xoong nhỡ, 18 x 10.5 2.5 lít là xoong nhỡ nữa, 16 x 9.5 là xoong nhỏ cuối cùng, và cái xoong ngoái bột là cũng thế, 16 x 9.5. Hàng này thì là các bác yên tâm, hàng đẹp luôn, hàng đẹp và chất lượng luôn nhé. Con này rất là dày dặn ý. Bác nào mà nên đang dùng những cái dòng xoong nhôm ý, mà nhìn nó bẩn bẩn ý, thì chúng ta nên thay cái dòng xoong này. Đấy, thay được cái bộ nồi này thì nó rất là phù hợp. Đó. Đây. Đầu tiên là cái xoong to này. Các bác có thể nhìn thấy cực đẹp luôn nhé, Casa Villa cực đẹp, cực chất luôn. Cái dòng này các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Đấy, các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Vung riêng nắp vung của nó khác, nắp vung của nó khác hoàn toàn luôn. Hàng của Casa Villa. Đó. Một cái chảo này, dòng chảo này là dòng chảo chống dính nhé. Các bác cầm vào cái sản phẩm là các bác biết rồi, cầm nó rất là chắc tay. Logo, tất cả logo cả của Casa Villa đầy đủ hết. Đấy. Casa Villa này, Casa Villa này. Các bác đun nấu nó cũng rất là tiện, tại vì làm sao mỗi cái món này chúng ta đều có nắp vung riêng, nên là các bác đun nấu nó cũng rất là nhanh sôi.
một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy này. Đấy, 1 2 3 4 5 6 món. 6 món 9 đáy. Cái bộ nồi này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Giá của nó là 950 000 đồng nhé. Bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Đấy. 950k. Bao ship. Hàng này thì toàn bộ cho các bác luôn, bao cho các bác luôn là hàng mới và chưa qua sử dụng nhé. Hàng này toàn bộ bao cho các bác là hàng mới và chưa qua sử dụng một tẹo nào luôn. Để các bác yên tâm. Đấy. Bộ nồi này, hai bộ nồi, hai mẫu bộ nồi bên nhà em. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân xin một nút đăng ký kênh luôn các bác nhé. Một cái mã tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu kem đánh răng của nội địa Nhật. Hàng này thì nó sử dụng cũng rất là tốt luôn. Nó là dòng này là kem đánh răng muối, rất là thơm. Kem đánh răng muối rất là thơm nhé. Cái dòng này thì các bác đánh răng nó trắng răng, sạch răng và nó thơm miệng. Đấy, rất là tiện lợi, 3 trong 1 luôn. Đấy, 3 trong 1, trắng răng, sạch răng và thơm miệng, 3 trong 1. Hàng này xịn xò luôn nhé. Hàng này xịn xò luôn này. Đầy đủ những cái tính năng cực kỳ linh hoạt và xịn xò luôn. Con này thì hạn sử dụng ngày tháng sản xuất của nó này, mới này. Đấy, 2023 này, tháng mùng 9 tháng 12. Mùng 9 tháng 12 năm 2023. Khi các bác nhận hàng của nó thì hàng mới nguyên hộp. Giá của nó bên nhà em đang có mức giá chỉ có 60.000 đồng thôi. 60.000 đồng một kem đánh răng muối, số lượng về thì các bác yên tâm nhé, thoải mái luôn. Đấy, bằng nào cũng có luôn. Thoải mái luôn, bằng nào cũng có luôn. Đó, mà giá chỉ có 60.000 đồng thôi. 60k. Các bác lên cho em mã này là mã kem đánh răng muối. Một cái mã tiếp theo. Một cái chai nước tẩy lồng giặt này. Chai nước tẩy lồng giặt này thì nó có dung tích của nó ở đây là 550g, là 550ml. Con này thì các bác sử dụng 1 đến 2 lần. Đây cách sử dụng của nó này. Các bác đổ cái nước vào lồng giặt. Các bác chọn vào cái chế độ là vệ sinh lồng giặt và các bác đậy nắp lại là nó sẽ tự vệ sinh lồng giặt cho các bác, để nó sẽ sạch cái lồng giặt. Những cái cặn bám bẩn các thứ nó sẽ đánh bay, nó sẽ sạch cái lồng giặt của các bác và nó sẽ những cái cặn bẩn ấy là nó sẽ trôi đi theo cái nguồn nước. Con tẩy lồng giặt này thì nó khuyến cáo ở đây thì các bác dùng 1 đến 2 lần. Nhưng mà khuyên các bác là nên một lần là chúng ta sẽ sử dụng hết. Một lần là chúng ta sẽ sử dụng hết nhé. Và trong 1 đến 2 tháng thì chúng ta sẽ vệ sinh lại một lần, để cho khi các bác giặt quần áo nó sẽ thơm tho và sạch sẽ hơn. Một cái dòng chai tẩy lồng giặt như này thì bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 50.000 đồng thôi. 50k một chai tẩy lồng giặt như này các bác nhé. Giá rất là mềm luôn. Giá rất là mềm luôn, 50k. Các bác lên cho em mã này, mã chai tẩy lồng giặt. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng lọ thả bồn cầu. Thả bồn cầu trọng lượng của nó là 250g này. Cũng có 3 chức năng này. Con này thì mùi của nó rất là dễ chịu. Cái dòng này mùi của nó rất là dễ chịu này. Đây, khi các bác nhận hàng của nó sẽ là một cái hộp như thế này cho các bác này. Các bác về các bác lột cái này ra. Đấy. Và các bác nâng cái này lên này. Các bác thả trực tiếp xuống bồn cầu. Đấy, là được. Dòng này thì rất là thơm luôn nhé. Dòng này thì rất là thơm luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 40.000 đồng một cái chai như thế này. 40.000 đồng một cái lọ như này. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã thả bồn cầu nhé. Trước kia là 50 đấy, đợt này giảm giá cho các bác 10.000 xuống còn 40.000 đồng một cái sản phẩm thả bồn cầu như này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Cái dòng này thì hàng cực kỳ chất lượng và dễ sử dụng. Đẹp, xịn sò. 40k, các bác viên lên cho em mã này, mã thả bồn cầu. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, một cái dòng dao thái. Dao thái của thương hiệu Gunbo của Nhật này. Đấy, dao thái của thương hiệu Gunbo của Nhật. Dòng này thì cực kỳ sắc bén luôn này. Dòng này thì cực kỳ sắc bén luôn. Các bác thái thịt bò cũng được. Rất là ok luôn. Thái Gunbo. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 150.000 đồng. Đấy, 130.000 đồng, em xin lỗi, giảm giá rồi. 130.000 đồng một cái mã thái này. Các bác lên cho em mã này là mã thái G5 nhé. Thái G5 130.000 đồng một sản phẩm dao thái của Nhật. Hàng này thì đẹp xịn sò luôn. Đấy, đẹp xịn và chất lượng.
Thái, dao Thái Nhật. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng kéo cắt gà vịt nhé. Cái dòng này thì để các bác cắt gà vịt nó rất là tiện. Các bác cắt những cái dòng như kiểu là những cái xương ống gà ấy, vẫn thoải mái luôn. Các bác luộc lên rồi các bác cắt ăn luôn thì nó sẽ rất là ngon lành. Con này thì ở đây nó cũng sẽ có đánh cả vảy cá này, chất thép SK5 này, ăn hải sản này, ví dụ ăn cua ghẹ thì các bác có thể cắt ép vào đây. Đó. Và con này thì cắt xương to thì các bác cắt sát vào bên trong này giúp em nhé. Hàng đẹp luôn, hàng đẹp luôn này. Con này thì mã này thì bên nhà em đang có một cái chỉ có 140.000 đồng thôi, 140.000 đồng một cái. Các bác lên cho em mã này là mã kéo gà Nhật 140k. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, một cái dòng kẹp gấp thực phẩm này, để các bác ví dụ như là ăn lẩu hay ăn đồ nướng hay là ăn thực phẩm này, gấp gói các thứ này thì chúng ta có thể sử dụng được. Dòng này của nó là hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Hàng nội địa Nhật Made in Japan nhé. Cực chất luôn, cực xịn sò luôn. Giá của con này thì ở bên nhà em đang có mức giá chỉ có 60.000 đồng thôi nhé. 60.000 đồng một cái. Các bác lên cho em mã này, mã gấp thực phẩm inox. Đấy, hàng nội địa Nhật luôn nhé. Cái dòng này là hàng nội địa Nhật luôn. Gấp thực phẩm inox, hàng nội địa Nhật. 60k. Giá siêu mềm luôn. Giá siêu mềm, siêu chất luôn cho các bác luôn. Đẹp xịn sò, 60.000 đồng một cái. Một cái mã sản phẩm nữa, bác nào mà hay mài dao, hay mài dao mài kéo thì con này sử dụng rất là tiện lợi luôn này. Đấy. Con này là liếc dẹp nhé. Cái dòng này là liếc của nó là liếc dẹp, để các bác mài nó rất là tiện, rất là tiện lợi. Dòng này thì nó là hàng của nó là hàng nội địa Nhật Made in Japan, hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Kích thước dài của nó là 42cm, quên mất lại không mang cái thước đây. Phần lưỡi đến đây là 30cm. Hàng đẹp luôn nhé. Cái mã này thì bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 100.000 đồng thôi, 100k. Các bác lên cho em mã này, mã liếc mài dao nhé. Liếc mài dao 100.000 đồng. Cái mã bếp ga, sản phẩm bếp ga đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì nó đó là một con Osaka ga. Con này thì gần như là full chức năng rồi. Hai tầng lửa lò nướng này, lò nướng của nó hai tầng lửa. Mặt của nó thì đẹp như tranh vẽ luôn. Đó. Đây. Bật bếp này. Bật bếp này. Ga xanh đẹp luôn các nhá. Ga rất là xanh và đẹp luôn. Con này thì nó có kích thước của nó là sẽ là 59 nhân với lại một chiều này của nó sẽ là 415. 59 nhân 415 nhé. Lò nướng này các bác này. Các bác có thể nhìn thấy. Lò nướng này trắng sạch luôn. Trắng sạch tinh tươm luôn các bác nhé. Và đặc biệt là cực kỳ đẹp. Đó, bên trong này của nó đây, em xin soi cho bác bên trong cái lò nướng này của nó thì nói chung là phải đẹp như tranh vẽ luôn. Đây. Đây. Các bác có thể nhìn thấy. Đấy, soi bên trong này, sạch sẽ nhé. Tất cả đều sạch sẽ đẹp đẽ. Ngoài ra thì còn tặng kèm thêm cho bác nữa đó là cái lưới chống chuột. Lưới chống chuột bằng inox nhé, bắn trước cho các bác luôn. Đấy, khi các bác đặt hàng cái là chỉ phải gửi cho các bác thôi. Test tiếp các thứ là đầy đủ rồi. Đấy, lưới chống chuột bằng inox luôn nhé. Và tặng kèm thêm một đôi pin. Đấy, tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin. Riêng con này thì tặng kèm thêm cho các bác luôn là một đôi pin của nó. Đôi pin nhặt xịn luôn. Đấy. Nó đi theo máy của nó về luôn này. Nó đi theo máy của nó về luôn thì tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin này, đúng như này luôn. Đấy, con này em sẽ để vào trong này cho các bác luôn. Đó. Và cái mức giá của nó thì con này thì cực kỳ ok luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã bếp ga G130. G130 nhé. Con này đời của nó thì nó sẽ là đời 2021 nhé. Đời 2021, hai tầng lửa. G130. G130 này. Con này bên em đang có mức giá đó là 2.500.000. Bao ship này. Bên này của nó là sẽ có này, một phím 3 giây mà một phím nấu nướng này, này. Nhiệt độ này, các bác cứ chỉnh này. Đấy, 3 phím này. Và bên này của nó này thì sẽ có đun nước này và nấu cháo này. Đó, còn lò nướng của nó này. Hai tầng lửa các bác nhé. Đấy, có hẹn giờ. Xịn sò luôn. Hàng nội địa Nhật, bếp ga con này, thương hiệu của nó là thương hiệu của Osaka Ga. Khay lò nướng còn đẹp như mới luôn, bên trong lòng em đã xoay cho bác rồi. Còn đây là bên trên mặt này. Đẹp sạch sẽ tinh tươm luôn nhé. Đây xoay rất là kỹ cho các bác luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã G130.
G130 nhé. Con này bên em đang có mức giá đó là 2.500.000 đồng và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo, một con Paloma này. Con này thì cũng gần như là full chức năng. Đây, bên này nó cũng có chức năng của nó này. Đấy, hàng này thì đây. Còn riêng con này thì cũng tặng kèm thêm cho các bác đôi pin. Nhưng đôi pin này thì cũng không biết nó còn nhiều pin hay không đâu. Đấy, nhưng mà thôi cứ tặng các bác đôi pin này. Đấy, tại vì đôi pin này của nó cũng là hàng Panasonic xịn luôn này. Thì chắc nó cũng còn được dùng được lâu. Đấy, riêng hai con này nhé. Hai con này là hai con có chức năng. Còn những con kia là phím ấn thường thôi. Thì sẽ tặng các bác để em mở ra đây. Test cho các bác luôn. Đấy, lúc đầu tiên bật bếp thì các bác giữ im cho em một lúc. Đấy, đợi gà nó ra. Đấy, đợi gà nó ra và nó đánh lửa. Đấy, gà rất là xanh và đẹp luôn. Phím ấn nhé. Phím ấn này, con này có 3 giây này. Và bên những cái này bên này có chế độ riêng của nó. Con này có Paloma. Kích thước của nó này 59cm nhân với lại 41. 59 x 41 nhé. Chiều cao con này thì là 17,5 một tí. Đời của con này là đời 2021. Đời 2021 nhé các bác nhé. Con này có phím 3 giây này. Đấy. Lò nướng của nó này. Sạch tinh tươm luôn, sạch đẹp tinh tươm luôn này. Đây. Trong lòng lò nướng của nó này. Đấy. Rất là ok luôn nhé. Em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Các bác cái dòng này các bác về các bác chỉ việc cắm ga và các bác dùng thôi. Chỉ việc cắm ga vào là dùng thôi. Đấy. Riêng hai con này tặng thèm theo cái pin của nó. Theo cái pin này của nó là hàng về như nào là hàng tặng như thế luôn các bác luôn. Con này thì lưới chống chuột, tặng lưới chống chuột và các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Tất cả nhé, tất cả bếp ga như em là bếp chống cháy nồi nhé. Đấy. Bếp chống cháy nồi, tất cả các thứ rất là ok cho các bác luôn. Còn đây bên trên mặt của nó đây. Khi các bác nhận hàng ấy, thì con dòng Paloma thì nó sẽ có cái thêm cái lưới này cho các bác. Hay còn dòng Zinai với dòng Osakaga thì không. Con này đời 2021, đời cực kỳ cao luôn. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là mã G131. G131 nhé, con này thì rẻ hơn. Con này thì rẻ hơn, con này thì là 2.300.000 đồng. G131, 2.300.000. Bao ship luôn. Đấy, thì ví dụ mà các bác nào mà chưa ưng cái sản phẩm nào bếp ga thì các bác có thể vui lòng tời qua sâu sâu một chút thì để sẽ đến những cái sản phẩm khác bên nhà em nhé. Quý các bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Còn bếp ga tiếp theo, em này thì là của thương hiệu Paloma. Hàng này cũng rất là còn rất ok nhé. Nói chung là tương đối là sạch đẹp. Ấn nhẹ lên ga đẹp luôn. Ấn nhẹ lên ga đẹp luôn. Dòng này là dòng phím ấn nhé. Đấy, con này dòng phím ấn này. Mới dọn xong. Đấy. Hàng cực kỳ ok luôn. Khay lò nướng này. Khay lò nướng này. Đấy, sạch đẹp. Bên trong cái lòng bếp của nó nhé. Bên trong cái lòng bếp của nó này. Rất là sạch sẽ luôn. Cái dòng này thì nó là thương hiệu của Paloma. Ấn là lên. Ấn là lên. Cái dòng bếp ga này thì các bác yên tâm luôn, bảo hành cho bác 1 năm nhé. Kích thước của nó là ngang 59. Chiều này là 41. 59 x 41. Và con này thì nó sẽ là đời của nó là đời 2021. Cực kỳ ok luôn, Paloma. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Và con này thì bên nhà em nó phím ấn, không có chức năng. Không có chức năng. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 2.050.000 nhé. Các bác lên cho em mã này là mã G132 G132 này. 2.050.000. Bao ship 2.050.000 đồng. Và bên em bao ship. Lò nướng thì các bác có thể nhìn thấy rồi, sạch sẽ. Và bên trên đây là khay nướng của nó này. Dòng Paloma thì nó mới có cái này. Có cái màng chắn này. Đây này các bác có thể nhìn thấy. Lưới chống chuột inox em đã cho các bác lên tận đây rồi. Kín đáo luôn. Đấy, không thể có con chuột nào vào cắn dây điện của các bác được. Đấy, nên là nhà các bác có chuột hay không có chuột thì cũng không phải lo nữa. Em dần lo cho các bác hết luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, G132. 2.050.000 bao ship, hàng đẹp không bể vỡ. Đấy, khi các bác nhận hàng, riêng bếp ga nhé là các bác phải nhận hàng kiểm tra hàng rồi các bác mới thanh toán nhé. Đấy, nên là các bác yên tâm, bếp không cháy nồi, các thứ đầy đủ hết. Cái mã bếp ga tiếp theo. Một con Paloma. Phím ấn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé, tất cả đều vệ sinh sạch sẽ cho các bác luôn rồi. Cái này là hơi bụi một chút. Tất cả đều có lưới khói nhé, cái dòng Paloma tất cả đều có lưới khói. Hàng của nó thì hàng ok luôn. Đẹp sạch sẽ luôn này.
Và đặc biệt nhé, những dòng bếp ga này thì em nó tiết kiệm ga và vặn là lên. Vặn là lên luôn nhé. Hàng cực kỳ chất luôn. Đó, hiếm lắm, thật sự thì các bác hiếm lắm về được một lô đời cao mà lại xịn sò như thế này. Đấy, rất là ít khi mới về được. Con này thì đời của nó lên đời 2021 nhé. Đời 2021, bếp ga Gina Paloma phím xoáy. Paloma phím xoáy này. Đấy, nhiều bác thì thích phím ấn nhưng mà cũng có rất nhiều bác thích phím xoáy nên nhà em về đầy đủ hết cho các bác luôn. Kích thước của con này thì phím xoáy này thì nó sẽ là ngang 56 cm, một chiều này của nó sẽ là 39 cm, em xin lỗi, 39 cm, và con này là chiều cao của nó là 17,5. Ga nhé thì sạch đẹp chịu trời, ga thì rất là xanh, khay lò nướng thì sạch sẽ, khay lò nướng thì sạch sẽ này. Này các bác có thể nhìn thấy bên trong. Đấy, em soi rất là chi tiết luôn nhé. Đấy, em soi rất là chi tiết đây, cả toàn bộ mặt của nó và bên trong của nó. Con này thì nó có cả phím 3 giây. Đấy. Bác nào mà biết dùng thì con dùng con 3 giây này. Thật sự là giờ hướng dẫn các bác thì cái 3 giây này cũng được thôi nhưng mà nó rất là mất thời gian. Nên là các bác tự tìm hiểu nhé. Đấy, bếp ga vặn nhẹ là cháy này. Lửa rất là xanh luôn. Đấy. Ngoài ra thì khi các bác mua bếp ga nhà em ấy, thì sẽ tặng kèm theo chắc chắn rồi. Đấy, combo nhà em là lưới chống chuột. Lưới chống chuột inox. Và một đôi pin để các bác về các bác chỉ cần test là sử dụng luôn luôn. Thôi, con này thì bên nhà em lên cho các bác lên cho em mã này là mã G133. G133. 2 triệu đồng. Bao ship cho các bác luôn. 2 triệu đồng bao ship cho các bác luôn. Đấy. Hàng đẹp xịn sò luôn. Bếp ga Paloma phím xoáy. Một cái mã tiếp theo. Một em Zinai. Em này phím ấn luôn nhé các bác nhé. Phím ấn này, con này có 3 giây. Dòng này thì dòng của Zinai. Đời của con này thì là đời 21. Đấy. Hàng thì các bác yên tâm nhé, là đúng như nhà em quảng cáo. Đây, giới thiệu trên video nào, các bác cần chỉ cần đọc đúng mã là nó sẽ ra đúng như con như thế. Đó. Con này thì nó sẽ có, để lò nướng của nó này, giới thiệu cho bác lò nướng trước nhé. Cây lò nướng inox này. Sạch sẽ này. Bên trong của nó này. Đã vệ sinh tất cả sạch sẽ cho các bác rồi. Đã vệ sinh tất cả sạch sẽ cho các bác rồi nhé. Đấy, các bác nhìn này là cũng ra là tương đối rồi. Đấy. Và con này thì bật đây. Ga xanh đẹp đẹp luôn. Bật nhẹ là cháy, bật nhẹ là cháy luôn. Đấy. Thậm chí bật cả lò nướng cho các bác luôn cũng được. Đấy. Rất là ok luôn nhé. Đấy. Rất là ok và xịn sò luôn. Đấy. Cái dòng này thì các bác dùng rất là tiết kiệm ga. Đấy. Cái kích thước của con bếp Zinai này nó sẽ rơi vào 59 nhân với một chiều của nó là 415. 59 nhân với 415 nhé các bác nhé. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là mã D134 này. D134. Con này bên em đang có mức giá của nó sẽ là 2.050.000. 2.050.000 đồng một con D134 Zinai phím ấn. Đời của nó là đời 2021 nhé các bác nhé. Đời của con này là đời 2021. Hàng cực đỉnh luôn. Đấy, cực đẹp luôn. Nói chung là dòng Zinai thì các bác yên tâm rồi. Nhìn như này thôi nhưng mà dùng rất là bền nữa. Các bác còn dùng khoảng thật sự với các bác luôn. Nếu mà dùng phá lắm thì phải 10 năm nữa với hỏng được cái dòng bếp như này. Chân kiểng các thứ là còn yên tâm hết luôn. Tặng theo pin và lưới chống chuột nữa thì các bác còn yên tâm 100% luôn. Hàng cực đẹp luôn nhé các bác nhé. Bếp ga Zinai ở đây quên. Mặt trên của nó đây. Các bác có thể nhìn thấy khay lò nướng bên trong này. Nó còn sạch như này cơ mà. Đấy, tức là bên Nhật người ta cũng ít khi sử dụng lên lò nướng, cả Việt Nam mình thôi. Lò nướng của nó ít khi sử dụng mà. Đấy, hàng của nó đúng như nhà em quảng cáo luôn nhé các bác nhé. Cái mã tiếp theo, một con bếp ga mặt kính. Con này thì phun chức năng luôn. Đấy, lắp ga vào nhé. Em vừa mới lắp lắp pin vào quên chưa bật. Đấy, các bác lưu ý nhé là những cái dòng bếp ga này vừa mới mở ra xong các bác phải giữ, với khi nhận hàng các bác phải giữ cho em bao giờ nó lên lửa hay thôi nhé. Đấy. Đấy, lúc đầu là thế, còn sau này thì các bác chỉ cần ấn này cái là lên này. Sau cái ấn cái là lên, không cần phải giữ nữa. Nhưng mà lúc đầu tiên lúc nào thế các bác phải giữ lại cho em một chút. Đấy, ga lên rất là đẹp luôn này. Ga lên rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Con này thì hàng cực kỳ ok luôn rồi. Tắt bếp này, tắt bếp này. Chỉnh ga các bác chỉnh đây nhé. Con này thì nó có này, chế độ nấu cơm này. Đấy, chế độ nấu cơm này. Hẹn giờ này. Đấy, các chức năng nấu nướng này, đầy đủ hết. Và đây là lò nướng nhé, lò nướng thì chắc cần phải review, tại vì nếu bác nào mà đã sành thì các bác đã biết hết rồi. Đó, còn là các bác đã không dùng là chắc chắn sẽ không dùng. Như nhà em thực sự ra cũng hiếm khi em mới dùng đến, tại vì đồ nướng nhà em không trộn mấy.
Đấy, nhưng mà bếp nó có thì mình cũng vẫn phải đầy đủ. Sạch sẽ. Sạch sẽ anh coi nhé, lưới chống chuột này. Lưới chống chuột bằng inox các bác thấy không? Em bắn rất là cẩn thận chứ không phải là bảo là bắn ẩu thả hay là cái gì đâu. Đấy, lưới chống chuột bằng inox. Bắn cẩn thận cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Để có chuột nó không chui vào đây được. Nó không chui vào đây là nó phá cái bếp của các bác được. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, mặt kính. Bếp thì rất là nhạy luôn. Và các bác yên tâm nhé, khi các bác nhận hàng nhé, mặt kính này là không bể vỡ. Khi các bác nhận hàng này là mặt kính nhà em không bể vỡ. Đấy, nên là các bác có thể hoàn toàn yên tâm. Đó, bếp ga này, con mặt kính này thì kích thước của nó này full chức năng luôn các bác nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu Osaka Ga. Đời của con này thì là đời 2020 nhé. 59 nhân với lại 415. 59 nhân 415. Nó thật với các bác luôn là cái lô mấy bộ lô bếp ga này em về nó hàng thử họ, nên là đời của nó cực kỳ cao luôn và cực kỳ sạch sẽ. Hàng thử nên đời cực kỳ cao, cực kỳ sạch sẽ này, bên trên của nó này. Hàng chọn nên là nó rất là đẹp. Hàng này hàng nhà em hàng chọn nên là nó rất là đẹp luôn. Đấy, mặt kính nhá. Đấy. Khi các bác nhận hàng nhá thì là nó đúng như nhà em quảng cáo trên video luôn. Đấy, các bác cứ lưu lại cái video chào, ví dụ là cái bếp ga các bác ưng cái bếp ga này, các bác cứ ghi quay lại cái màn hình của video điện thoại của các bác, hàng nhận đúng như nhà em quảng cáo. Đấy, không sai một tí nào luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Đấy, bao cho các bác là không bể vỡ. Đấy. Khi các bác nhận hàng ý, thì là đồng kiểm với ship. Còn là mọi cái lỗi các thứ trong bếp này bên em hoàn toàn chịu nhận, nhưng mà bể vỡ mà các bác không đồng kiểm với ship thì bên em sẽ không hoàn toàn không chịu trách nhiệm với các bác nhé các bác nhé. Đấy là lưu ý cho em là một cái điểm như thế. Đấy. Bếp ga cháy này, ga rất là đẹp luôn, xanh nét đẹp. Đó, các bác lên cho em cái mã này là bếp ga 135 G135. Con này thì full chức năng rồi, nấu cơm các thứ đầy đủ. 2.500.000 đồng và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã G135. G135 2.500.000 bao ship cho các bác luôn. G135 2.500.000 đồng bao ship. Cái mã tiếp theo, một con Paloma phím xoáy. Đấy, Paloma nhé, phím xoáy này. Vặn nhẹ ga lên rất đẹp luôn. Đấy, vặn nhẹ ga lên, các bác nhìn thấy ga rất là xanh và rất là đẹp. Đấy, lò nướng của nó này. Khay lò nướng của nó này. Tất cả đều còn sạch đẹp. Đấy, đây. Tắt bếp lại. Các bác có thể nhìn thấy sạch bong sáng bóng luôn, sạch bong sáng bóng luôn, hàng sạch đẹp luôn nhé. Đấy, và con này thì nó là phím xoáy của Paloma, đời của con này thì là đời 2021 nhé, đời 21. Đấy, hàng cực kỳ đỉnh luôn rồi, dòng Paloma. Kích thước của con này, 56 cm nhân với một chiều của nó là 39, vẫn tặng kèm theo combo đó là lưới chống chuột và pin, tặng kèm theo combo lưới chống chuột và pin nhé. Đó. Hàng đẹp luôn, đầy đủ, không bể vỡ, đầy đủ không bể vỡ. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã này là mã G136. G136 phím xoáy 2.000.000 ở bên em bao ship nhé. G136 2.000.000 bao ship toàn quốc. Đấy, mã G136 2.000.000 và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra đúng như hàng nhà em quảng cáo nhé. Bếp chống cháy nồi nhé, tất cả đều có bếp chống cháy nồi đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, quảng cáo như nào đúng như vậy các bác nhé. Một cái mã tiếp theo, một em Paloma, em này không bấn đấy. Đấy, hàng đẹp luôn, các bác có thể nhìn thấy đẹp lung linh luôn. Tất cả hàng nhà em thì các bác yên tâm rồi, nhận hàng các bác kiểm tra hoặc là bếp chống cháy nồi. Đấy, bên trên bên dưới đều rất là ok luôn. Con này thì đây, ấn nhẹ là lên, nhưng mà các bác phải ấn dứt khoát nhé, ấn nhẹ nhưng mà các bác phải ấn dứt khoát rồi nhé. Lò nướng của nó đây, sạch đẹp. Tắt bếp để review cho bác cái lò nướng. Sạch, tất cả đều sạch. Nói chung là các bác có thể nhìn thấy là các bác đã biết rồi, gần như là tương đối rồi cái lò nướng của nó này. Đấy, hàng bên trên bên dưới đều như nhau, tuyệt đẹp luôn nhé. Con này thì phím ấn nhẹ là cháy, ấn nhẹ là cháy, ga rất là đẹp luôn. Đấy, ga rất là đẹp luôn nhé các nhé. Đó. Cái lò nướng này tất cả các thứ cho các bác bao bếp không móp méo, không bể vỡ.
Đấy, một vài những cái chỗ hơi sức nho nhỏ thì chúng ta không thể tránh được, tại vì nó là hàng bãi thì cũng không thể tránh được một số những cái. Nhưng hàng này thì tất cả đều nhà em đều khoảng trên 85% hết, chứ không có chuyện dưới đâu có nhé. Đời của nó cực kỳ cao luôn. Con này của nó là đời 2021 đúng không nhé. Kích thước của nó sẽ là 59 cm, nhân với lại một chiều của nó là 41, 59 x 41. Chiều cao của con này nó sẽ rơi vào 17,5. Đấy, chiều cao của con này sẽ rơi vào 17,5 cm. Con này thì phím ấn các bác lên cho em mã này là mã G137. G137. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 2.050.000. Bao ship G137 2.050.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé, mã này nhé. Đấy, nhận hàng thì các bác được tặng kèm theo pin và lưới chống chuột. Một cái mã tiếp theo, một em Paloma. Em này là phím xoáy. Hàng đẹp luôn nhé. Gà các bác nhìn thấy gà xanh đét đẹp luôn. Đấy. Tất cả là bao cho bác bảo hành một năm. Tất cả bảo hành cho bác một năm. Chiều ngang của nó là 56 cm. Một chiều này của nó sẽ là 39. Chiều cao của con này nó sẽ là 18. Đời của con này là đời 2021. Lò nướng sạch sẽ. Phím xoáy ga đẹp. Phím xoáy ga đẹp này. Lò nướng của nó này. Lò nướng của nó thì các bác có thể nhìn thấy, em xoay cho các bác rất kỹ nhé. Cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, cực kỳ sạch sẽ. Hàng này thì nhà em các bác yên tâm rồi. Về chỉ việc cắm ga vào là dùng thôi. Đấy, lưới chống chuột cũng đã bắt. Đấy, pin đã tặng. Về chỉ việc cắm ga vào là dùng thôi. Thì các bác yên tâm luôn. Hàng này hàng đẹp luôn nhé. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã G138. G138 2 triệu đồng. G138 2 triệu đồng. Bao ship. Đời con này là sẽ là đời 2021 có nhé. Đời con này là đời 2021 nên là có thể nhận hàng kiểm tra thoải mái luôn. Bếp ga Paloma 1G138 2 triệu đồng. Một cái mã tiếp theo, một con Zinai phím xoáy. Thực ra là Zinai rất hiếm phím xoáy luôn. Gà rất đẹp. Gà rất là ok luôn này. Đấy, gà rất là đẹp và ok luôn. Mặn nhẹ là lên, mặn nhẹ là lên. Lò nướng thì các bác yên tâm rồi. Sạch thì xanh luôn. Đấy, lò nướng thì sạch thì xanh luôn. Đó, hàng thì cực đẹp luôn nhé. Đấy, Paloma, Zinai, em xin lỗi. Zinai. Đấy, khi các bác đặt bếp như em thì các bác đã được tặng kèm theo pin và lưới chống chuột luôn. Con này đời của nó cũng là đời 2021. Đấy, bên trên này của nó này. Mặt bên trên của nó này. Đây các bác có thể nhìn thấy cái bên dưới lò nướng này. Còn sạch đẹp luôn này. Đấy, tất cả còn gần như là sạch đẹp hết. Lưới chống chuột này em bắn cho các bác phun hết về đằng sau luôn này. Đấy, những cái lỗ này là sợ chuột nhất chuột chí nó vào em cũng bắn kín hết. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng nhà em thì cũng rất là cẩn thận rồi. Hàng nhà em thì cũng rất là cẩn thận nên là các bác có thể hoàn toàn yên tâm với cái dòng bếp ga nhà em. Đấy, nhận hàng các bác yên tâm kiểm tra hàng thoải mái. Cứ bầu ship đợi một lát. Đấy, bê vào trong bếp. Cứ bầu ship đợi một lát bê bếp ga trong bếp rồi cắm ga vào và bật bếp cháy đúng như nhà em quảng cáo thì thôi, cháy đúng như nhà em quảng cáo thôi. Đấy. Nhẹ nhàng là lên, nhẹ nhàng lên, pin thì tặng rồi. Đấy, lưới chống chuột thì lắp rồi, các bác chỉ việc về và sử dụng thôi. Các bác lên cho em mã này là mã G139. À đây, kích thước của nó nữa quên. Kích thước của con này nó sẽ rơi vào cỡ 56 cm, nhân với một chiều của nó là 39. 56 x 39 nhé. Đó, thì con này thì các bác lên cho em mã này là mã G139. G139 2 triệu đồng. Bao ship luôn. 2 triệu đồng ở bên nhà em bao ship mã G139 này. Đấy, bật nhẹ là ra luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Cái mã bếp ga tiếp theo, một con Paloma. Paloma này thì phím xoáy này. Ga rất đẹp luôn nhé. Cái dòng này, những cái dòng này thực sự các bác luôn không phải khoe đâu, nhưng mà đun nó rất tiết kiệm ga. Các bác nhìn tất cả nó có đều cảm biến cháy nồi nhé. Đấy, riêng dòng bếp của Việt Nam mình không có như cái này. Tất cả cảm biến chống cháy nồi, chống cháy nổ, nên là nó rất là yên tâm luôn, dùng rất là an toàn nhé.
Nếu mà các bác nào đang chuẩn bị thay bếp ga thì các bác nên thay. Kích thước của nó sẽ là 56 cm nhân với lại một chiều này của nó là 39. Đời của con này cũng là đời 2021, đời cũng vô cùng cao luôn. Cái lô này thì em đã tâm sự với các bác rồi, lô hàng về đẹp mà cũng đời cao. Đấy, vệ sinh các thứ rất là sạch sẽ, nó cũng đỡ mất công. Đấy, nên là nó giảm thiểu rất là nhiều cái chi phí. Đấy, để em có thể giảm giá để cho các bác có giá cạnh tranh nhất. Đấy, khay lò nướng này. Đấy, nó về được lô đẹp nên đâm ra là mình cũng sảng khoái và đỡ phải mất công dọn. Đấy, thực sự với các bác luôn, lô này rất là sạch đẹp, dọn rất là nhanh. Đấy, dọn rất là nhanh nên là chi phí thực lòng với các bác luôn. Các bác cứ tham khảo mọi chỗ mình xem bếp ga mà đời khoảng 20-21 nhà ấy, ở đâu người ta bán rẻ nhất cũng phải tầm 2,5 triệu, 2,7 triệu. Đấy, nhưng riêng nhà em bán cho các bác với cái mức giá phím xoáy 2 triệu. Các bác lên cho em mã này là mã G140 G140 nhé, 2 triệu đồng của bên nhà em bao ship luôn. Đấy, nó tiết kiệm được một gần một công dọn đấy các bác. G140 2 triệu bao ship. Đấy, lô đẹp cái là về nó sẽ có giá tốt ngay. Đấy, hàng chất lượng luôn. Bên mặt trên của nó này, mặt trên của nó này cực kỳ ok luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã G140, 2 triệu đồng và bên nhà em bao ship nhé. Một con bếp ga tiếp theo, một con mặt kính này, hàng này thì còn rất là đẹp luôn. Ở đây nó còn cả hướng dẫn này, lò nướng này, bếp trái, bếp phải, bếp trái, rất là ok luôn. Con này thì full chức năng rồi. Bật nhẹ bếp lên này, bật nhẹ bếp lên này, chế độ nấu cơm này. Đấy, cái dòng phun chức năng nó mới có nhé. Đấy, những cái dòng phun chức năng như này nó mới có. Hàng sạch đẹp luôn. Đấy, nói chung là hàng này thì hàng đẹp luôn, chất lượng. Tắt bếp này, tắt bếp này, hàng cực kỳ ok luôn nhé. Một con này thì nó là phím ấn, kích thước của nó đây, em đo kích thước xong em sẽ review bác lò nướng nhé. 59 nhân với lại một chiều của nó là 42, chiều sâu con này là 18. Lò nướng thì sạch sẽ này, bên trong lò nướng thì cũng rất là sạch, bên trong lò nướng thì cũng rất là sạch sẽ nhé. Con này đời của nó là đời 2020, đời của nó là đời 2020, hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, ấn nhẹ là lên, ấn nhẹ là cháy, ấn nhẹ là cháy, ấn nhẹ là cháy, ấn nhẹ là cháy. Hàng đẹp, xịn sò luôn. Đấy, và cái dòng này, những cái dòng này thì các bác như các bác biết rồi, nó rất là tiết kiệm ga. Đấy, nó rất tiết kiệm ga. Ở cái này bong cái này bong thì thôi. Đấy, giấy này tưởng là nó dính chắc mà không ạ, nó không phải là bị xước xiếc gì đâu mà dán đây đâu. Đấy, tại vì cái này là cái hướng dẫn của nó, bên kia nó gửi về cho các bác như thế, nhưng mà cái này lúc trong lúc vệ sinh chắc nó bong ra rồi. Đấy, thì em dán đây nó không bị xước đâu nhé, chứ không lại các bác lại tưởng là nó xước sát gì nên là bên nhà em dán vào đây, thì không phải đâu, nó mất mang tiếng ra. Đấy, lột ra cho các bác luôn, xem luôn. Đấy, thì cái này thì nó có thể bị bong ra khi mà vận chuyển nhé. Đấy, thì là cũng phải lưu ý cho các bác thế, tại vì cái tem này là nó dán vào đây sẵn để cho kiểu là bên Nhật người ta tính, người ta cẩn thận đi, nhiều nhà nó cẩn thận. Đấy, nó không bị xước sát gì đâu. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm, hàng thì đảm bảo cho các bác luôn là nhận hàng như nào thì đúng hàng như thế. Đấy, hàng này thì nhận hàng các bác kiểm tra hàng nào thì đúng hàng như thế thôi, chứ không có cái gì mà thêm bớt hay là cái gì cả. Hàng thì không lo bị xảy xước hay là cái gì cả đâu, hàng chuẩn mực luôn. Hàng như em thì đảm bảo cho bác luôn, nhận hàng giới thiệu như nào bán đúng như vậy, chả cần thêm chả cần bớt gì cả. Đó, mặt kính thì các bác nhận yên tâm một điều, đó là nhận hàng là không, chắc chắn là sẽ không bẻ vỡ đâu, bẻ vỡ thì cũng chả nhận. Đấy, lò nướng của nó sạch sẽ này, lưới chống chuột thì các bác nhìn đây, bắn lên tận đây, lưới inox các bác có thể kiểm tra thoải mái luôn. Lưới nhà em thì bắn toàn bộ là lưới inox cho các bác hết, và toàn bộ là khi mà các bác đặt bếp nhà em thì sẽ được tặng kèm theo lưới chống chuột đó. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã G141, G141 này, 2.500.000 bao ship. G141 2.500.000 đồng của bên em bao ship nhé. Con bếp ga tiếp theo, một con Paloma, dòng này phím ấn, dòng này là phím ấn nhé. Kích thước của nó này 59 nhân với 41, đời 2021, đời 2021, rất nhạy luôn. Đấy, mà hàng thì sạch sẽ luôn nhé. Hàng thì các bác yên tâm luôn. Đấy, rất ít sử dụng luôn, hàng rất ít sử dụng luôn. Đấy, sạch. Đấy, sạch sẽ. Đấy, hàng thì đảm bảo cho bác luôn, mặt ngoài thì cũng tương đối là đẹp, còn không muốn nói là gọi là hoàn hảo nhưng mà gọi là tương đối là đẹp. Đấy, khi có nhận hàng ý, là các bác kiểm tra hàng thoải mái nên là yên tâm luôn.
Riêng bếp ga các thứ nhà em là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn. Bếp chống cháy nồi này, bật nhẹ bếp này, bật nhẹ bếp này, là nó rất là tiết kiệm ga, các bác có thể đun nấu rất là tiết kiệm ga luôn nhé. Kích thước thì em đã đo rồi, con này thì đời của nó là đời 2021, còn đời cực kỳ cao luôn, và các bác có thể nhìn thấy bếp rất là ok luôn. Đấy, các bác về các bác chỉ việc cắm ga vào là các bác dùng thôi nhé. Đấy, còn mặt trên của nó đây, mặt trên của nó đây, đẹp. Paloma thì không thể thiếu được cả cái ấy này rồi, lưới khói này rồi. Đó, con này thì các bác lên cho em mã này là mã G142 2.050.000 đồng. G142 2.050.000 bao ship. Hôm nay về rất là nhiều bếp ga nhé. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì cố gắng ủng hộ cho em Dân Trịnh xin một nút like nhé. Đấy, để có kênh của em nó có thể tương tác tốt hơn, để có thể phục vụ đến các bác những nhiều những cái mã bếp ga hay là những đồ dùng gia dụng xịn sò và chất lượng cho các bác luôn. Một cái mã bếp ga tiếp theo, một con Paloma tiếp tục phim ấn. Rất là nhạy luôn. Rất là nhạy luôn nhé các bác. Kích thước của nó này 59 nhân với lại 41. Đời con này đời 2021. Lò nướng này. Lò nướng này, tất cả đều ok luôn nhé. Lò nướng đang cháy này. Sạch sẽ luôn. Đấy, nhưng mà cầm này thì hơi nóng tay. Cầm này nhà em cầm thì hơi nóng tay. Đây. Tất cả đều rất là ok luôn nhé. Đấy, lò nướng các bác có thể nhìn thấy lửa đang cháy lên. Để em tắt đi cho đỡ nóng. Đấy, hàng sạch sẽ luôn. Hàng sạch sẽ luôn này. Đấy, lò nướng các thứ đã dọn sạch sẽ. Đấy, mặt trên của cái bếp này. Tất cả đều sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ. Đấy, riêng bằng Paloma thì các bác biết rồi, lúc nào nó cũng có lưới cái lưới chống ấy đấy. Đó, một con này là con của Paloma. Các bác lên chơi em mã này là mã G143. G143 nhé, đời của nó là đời 2021, đời cực kỳ cao luôn. G143 2.050.000 bao ship toàn quốc nhé. 2.050.000 đồng bao ship toàn quốc. Một cái con bếp ga tiếp theo, một con bếp ga Zinai. Con này thì là phím của nó là phím ấn, phím xoáy. Này, những dòng này thì các bác yên tâm rồi, rất là nhạy. Này, lắp pin vào nhé. Giờ lắp pin vào đây. Lúc nào thế nhé, các bác cứ giữ cho em một tí, lúc nó cháy thì lên là thôi. Gà rất là đẹp luôn. Gà rất là xanh và rất là đẹp. Màu của nó thì màu trắng. Đấy, trắng tinh khôi luôn nhé. Tắt bếp này. Lò nướng thì sạch sẽ này. Đấy. Đây. Sạch sẽ nhé. Đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Tức là về các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy. Và hàng nhà em thì các bác yên tâm là đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đấy. Vặn nhẹ là lên này. Con này thì đời 2020 không nhé. Con bếp ga này đời 2020. Đấy, đời con này lại thấp hơn một tí cho cái dòng kia. Thực ra thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Thế nhưng mà sẽ thanh lý cho bác giá con này giá mềm hơn 39 này. Nhân với lại 56. Chiều cao của nó là 17 năm. Rất là tương đối và vặn ok này. Ok này. Bếp chống cháy nồi tất cả còn đầy đủ. Các bác lên cho em mã này là mã G144. G144 1.850.000. Mềm luôn nhé. Bao ship 1.850.000 đồng bao ship luôn. Đấy. Thế nào lại soát được con phím xoáy của Zinai mà đời 20 đây. Đấy. 20 tiết kiệm được 150.000 luôn. Đấy. Và vẫn tặng kèm theo pin và lưới chống chuột cho các bác nhé. Vẫn tặng kèm theo pin và lưới chống chuột. Hàng này đây này. Đảm bảo cho các bác luôn là đúng như quảng cáo. Đấy, quảng cáo như nào là đúng như vậy. Đấy. Các bác có thể tua chậm, tua nhanh, xem lại chi tiết của cái bếp ga giúp em. Lò nướng thứ của nó sạch sẽ. Đấy, vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Về các bác chỉ việc dùng thôi. Về chỉ việc cắm ga vào dùng thôi. G144 1.850.000 đồng. Cái mã bếp ga kế tiếp, một con Paloma. Phím ấn. Ấn nhẹ là lên luôn. Kích thước của nó này
59 nhân với 41. Chiều cao của nó là 18. Đấy, lò nướng thứ hoạt động tốt, tất cả đều hoạt động tốt luôn. Con này có phím 3 giây này. Lò nướng của nó này. Bên trong lò nướng của nó nhé. Sạch. Sạch đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy lưới chống chuột thì chắc chắn rồi, không thể thiếu được. Đấy, đầy đủ phụ kiện, lưới chống chuột các thứ đầy đủ. Đấy, tặng kèm thêm cho các bác nữa luôn. Đấy, pin và lưới chống chuột. Con này thì các bác lên cho em mã này là G155. G155 nhé. Paloma phím ấn. 2.050.000. G155. G155. 2.050.000. Bao ship luôn. Đời của con này là đời 2021 nhé. Đời 2021. Hàng đẹp luôn, chuẩn chỉ luôn. Bếp chống cháy nồi, tất cả các con này, hai bếp chống cháy nồi đều đầy đủ hết cho các bác luôn. Nhận hàng bên nhà em thì các bác yên tâm là kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng bếp ga nhà em về thì rất là nhiều số lượng và hàng cực kỳ chất lượng luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.